Lên luôn rồi, lên mình chào em Út ở dưới luôn rồi kìa. Giờ mình đã lên rồi nè. Wow, đẹp quá. Trời chiều nay vừa có tí xíu chuyển mưa, vừa có tí xíu nắng cho nên là nhìn rất là đẹp, đẹp hơn mọi ngày. Đây, giữa hai con diều này không biết là con diều nào sẽ đối chiến với nhau đây. Nhìn khá là đẹp. Ui. Wow. Con diều này nhìn có thể là nó sẽ thua con diều giấy nha. Mà con diều giấy mình đang có xu hướng bị rơi nữa rồi. Giờ mình sẽ tiếp cận xuống dưới linh của mình để xem coi như thế nào nè. Nhí mình ơi, nhí xuống đây chơi luôn nè. Wow, đẹp quá. Khung cảnh chiều nay rất hữu tình nha. Bao đẹp luôn. Như vậy là không biết con diều giấy mình thế nào rồi. Rất có khả năng là nó bị rơi xuống sông ở dưới luôn rồi. Để mình tiếp cận lại gần gần coi như thế nào đây. Không biết còn, không biết nó còn đứng lên bờ hay dưới nè. Rồi. Chèn chèn chèn. Chèn chèn chèn. Rồi, để tụi mình ra coi thử coi nó ướt không nha. Như vậy là xong rồi mọi người ơi. Rồi xong. Kết thúc một con diều của tụi mình. Không, diều này cầm lên còn phơi khô được. Ổn quá. Công sức tụi mình dễ hơn nửa ngày trời mà giờ nó bị rơi xuống như thế này rồi nè. Còn con diều kia thì nó còn bay ở trên kìa. Chưa xa hết. Phơi khỉ á. Ồ đẹp quá. Ổn quá trời luôn á. Có sườn có gì ngon nè. Không. Cùi không? Cùi không à. Bỏ đi. Xuống nước mà vẫn còn đẹp ha. Ừ, xuống dưới nó vẫn còn đẹp. Nó đẹp hơn nhìn vào nữa chứ. Đúng màu rồi. Nó đẹp á. Nhiều đây là hết hơn nửa hộp màu nước. Đó, con diều ở trên nó vẫn còn bay. Như vậy là cuộc chiến này bàn thắng cuối cùng đã thuộc về con diều Phụng. Mặc dù con diều Phụng đã gớt trước nhưng mà sức bền bỉ và độ lì của nó rất là cao. Diều giấy mình yêu cầu gớt xuống cái là bỏ luôn diều, ổn quá. Hư giấy Việt Lót này. Bộ đuôi Việt Lót của mình được tài quá xịn. Mà không để lâu quá nó không thả, nó bị nhăn nheo hư. Chấp nhưng, quá. Nhưng mà nhìn nó cũng khá ok chứ. Mọi người có ai thấy tiếc dùm con diều của tụi mình không? Nó bồng bềnh dưới mặt nước kìa. Bỏ hết khúc vậy luôn hả? Trời ơi, còn con diều ở trên kia thì cho dù từ khi nó rớt giữa sông này thôi, chứ nếu mà nó còn ở trển thì không sao hết. Wow, mọi người thấy rất đẹp nè. Wow, đẹp như điên. Nhờ có cái cây khô này mà đẹp nè. Đâu, cây hạ hết thôi mà nhiều không đâu. Hạ hết thì sao mà quấn kịp. Tiếc quá trời luôn á. Rồi, trời ơi, coi chân. Không sao cả. Gớt đuôi rồi. Cái gớt đuôi kìa, nó bay xuống kìa. Đây mọi người thấy không? Nó bay cái đuôi của mình xuống kìa. Đây nè. Rồi, gớt xong luôn rồi.
Còn con diều của mình đây nè. Có chân nó băng hà. Giật kéo đi, kéo ai kêu mày kéo sao á chi. Hy vọng là chuyến này mình có thể thu lại. Nó nghiêng rồi, có chân. Có chân ơi, kéo. Cứu được. Nó băng một cái nữa xong luôn á. Kéo từ từ thôi. Hy vọng là mình rồi, cái này là xong luôn rồi nè. Cái này là bay luôn nè. Không, kéo vô được, kéo vô nổi không? Đây, giờ mình vô nha, mình thấy nhiều này hối tiếc quá. Đây là lần cuối cùng, di ảnh của mình cuối cùng này nha. Chạy dưới cái đuôi nữa. Vậy đâu rồi? Dưới đường băng rồi, giờ khó kéo nè. Rồi giờ mấy anh em mình sẽ kéo nè. Thu dây. Sao? Không biết. Nó nằm ở trên mặt nước hay là gì mày? Không, ghi cũng chìm mà. Còn nhẹ không? Nhẹ không sao mà nặng là tiêu rồi á. Đó, Linh và cô mình đang cố gắng quấn con diều ở ngoài. Rồi bây giờ nó ra nát rồi kìa. Nó nghe đâu? Ra nát rồi nè. Đâu phải nó rớt mình muốn bên sông kia kéo mới mệt ha. Đây nè, nó nát rồi nè. Đâu? Khổ quá. Lên cá mọi người, lên rồi mọi người. Như vậy là con diều của tụi mình đã tan xác rồi nha. Mất Doraemon rồi, còn Nobita không à? Còn Nobita còn trôi dẹt ở trên. Còn Doraemon mình thì nó đã bị đai rồi. Mọi người có thấy tiếc gì mình không nè? Đang thấy tiếc thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mất luôn. Khổ quá. Linh mình chắc mất luôn con diều kia rồi hay gì á. Mất rồi, tụt rồi. Đứt rồi hả? Đứt rồi. Rồi như vậy là con diều kia của mình cũng đã đứt. Qua mà biển khơi. Đứt còn nguyên không mọi ơi? Hả? Đứt còn nguyên. Còn không? Còn nguyên. Còn mới lạ. Còn mày xong á hả? Ừ. Còn nhẹ gì vậy? Nhẹ sợ mấy giờ? Mày tìm á. Rồi, vậy là xong rồi đó. Kéo đại đi. Đại nè. Đúng. Như vậy là mình chỉ còn chỉ thôi. Chứ mình không biết nào hết đâu. Chứ mình không còn nhiều nữa. Đại dung luôn á, nhà này hết. Như vậy là cuộc gì ta? Như vậy là cuộc chiến hôm nay là mình đã bị thiệt hại hết hai con diều. Một con diều giấy và một con diều giải. Nhưng mà khuyên các bạn nó vô chơi diều thì mua diều mua đừng làm diều giấy nữa. Chơi không có ngon. Các bạn đừng nên mà hạ diều mà cặp mấy sông bạn rớt cái diều giấy là tiêu ta nó tan tành nát bấy. Đề nghị đừng hạ mấy xe mấy sông nữa. Các bạn lên cái sân banh hạ. Cái gì cấy làm được. Này cấy người ta bỏ. Các bạn đừng ngu giống mình nha. Có chân này ngu nè. Linh mình hơi bị ngu. Ngu sao bằng đâu. Thanh niên này thở hớt tóc chuyên nghiệp của 30 size. Thôi lại ông nội. Chuyên nghiệp luôn á. Mà bị đuổi. Bị đuổi rồi. Đây chơi xì kèo đuổi. Bị đuổi về quê. Quậy hết trời. Gì chứ. Nobita của mình cũng sắp đai rồi nha. Công nhận Nobita mình dễ thật là cười khôi. Kỳ thôi nè. Kỳ thôi. Rồi. Kỳ thôi. Như vậy là con nhiều mình đã chìm hẳn. Sao cái đám mổ lên kìa. Ui đi lên. Ờ nguyên uống sâu luôn. Đâu? Thấy đầu cha là giữa sao. Cá đâu có gì là còn có. Sao đâu? Cái đầu á. Sao mà được à? Rồi mình đập rồi gãy cái này luôn. Gãy khỉ á. Còn sống nè. Rồi xong rồi mất luôn nhiều rồi. Đập lỡ. Mất luôn hai con. Mày buông ra cái nhanh cô ơi. Cây này là cây hồi nãy tụi mình nè. Không có được, tự thế vậy làm ăn hơn. Đấy, không. Nhít làm gì tào lao. Đi về. Nó xa dữ vậy. Rồi giờ mời mọi người cùng anh em mình chơi một trò chơi tuổi thơ, đó chính là lướt đá trên mặt nước. Thì không biết là ai sẽ là người có nhiều kinh nghiệm và trình độ cao để phát. Đầu tiên là một người từng người chơi đi. Đây lấy điểm nè. Không. Rồi, cô mình chỉ tới đó thôi. Tiếp tục nè Linh nè. Ồ, Linh mình là tới được hai lứa. Ôi, yếu sinh lý. Quả dở luôn. Ôi, cô gái tới ngoài luôn kìa. Dạ. Rồi giờ tới Linh nè, Ôi, yếu quá. Tăng gà không chơi. Lao. Rồi giờ tới Linh nè. Có sống nè, có sống nhập nhiều mẹ hơn rồi. Đó, nhí hay á. Gào à. Hay á. Ô, mấy bạn gào quá mấy bạn ơi.
để mình chơi nè, để mình chơi nè. Đó, ba dây đòi nữa. Rồi để lâu chơi nè, chơi lâu chơi coi. Chơi lâu chơi với cô. Không có chơi đâu. Thầy ơi, chơi lâu chơi gì? Rồi thôi hài luôn rồi. Ừ, Phan nó biết nó luôn, Phan luôn. Rồi giờ mình sẽ chơi lớn một cái nha. Rồi Phan có thể là Linh bị gớt xuống sông luôn. Rồi. Hết chưa? Còn miếng tủ lạnh nè, chơi luôn đi. Tủ lạnh nè. Rồi cái gì chơi đi dép luôn rồi. Đang muốn mua tivi. Rồi. Đến điện máy. Như vậy là mình đã chơi hết cái bãi gác rồi. Mình đã nhặt hết bãi gác. Rồi he. Như vậy là cuối cùng cũng đã xong rồi. Rồi tụi mình kết thúc clip tại đây nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Hôm nay là mình đã bị thất thu hàng nhiều. Rồi mọi người yêu mến em mình thì hãy like và ủng hộ, đăng ký kênh. Được luôn thì chia sẻ giúp mình luôn nha. Rồi hẹn gặp lại và tất cả mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn. Hello các bạn, chào các bạn luôn.